Bảo Anh rút khỏi show đạp gió. Ca sĩ Bảo Anh khóc xin rút khỏi show đạp gió phiên bản Việt vì lý do sức khỏe trong vòng công diễn đầu tiên. Trong tập 5 phát sóng tối ngày 25 tháng 11, ca sĩ xuất hiện ở phòng hội ngộ và nói chia tay với 29 chị đẹp còn lại. Cô nói, vì một số lý do cá nhân và sức khỏe, tôi không thể đồng hành cùng mọi người. Tôi hy vọng các nghệ sĩ sẽ có màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả. Ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến các thành viên trong nhóm của cô gồm Trang Pháp, Quỳnh Nga, Huyền Baby, Giang Hồng Ngọc. Đội trưởng, Trang Pháp, ông động viên Bảo Anh, thấy buồn khi đàn em phải dừng cuộc chơi, không thể cùng cô trình diễn. Trước đó, trong vòng biểu diễn cá nhân, ca sĩ chọn ca khúc Lười Yêu, Trang Pháp, Lục Huy. Nhiều khán giả trông chờ vào sự thể hiện của Bảo Anh ở vòng công diễn bởi cô hội đủ yếu tố về ngoại hình, vũ đạo lẫn giọng hát. Thời gian qua, ca sĩ ít xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Hồi tháng 6, cô mới trở lại đi hát và ra MV. Bảo Anh nói vắng bóng một thời gian vì gặp áp lực kinh doanh, khủng hoảng trong xử lý nhân sự. Cô muốn nghỉ ngơi, dành ra một góc riêng để cân bằng mọi thứ. Bảo Anh, 31 tuổi, sinh tại thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt 2012. Cô gây chú ý qua các bản ba lát Trái Tim Em Cũng Biết Đau, Mr. Zero, Ai Khóc Nỗi Đau Này, Đức Trí. Ở lĩnh vực phim ảnh, ca sĩ đóng Nhà Có Năm Nàng Tiên, Bảy Ngọt Ngào. Sau Chị Đẹp Đạp Gió rẽ sóng lên sóng ngày 28 tháng 10, 15 tập. Nghệ sĩ tham gia gồm những gương mặt quen thuộc, Hồng Nhung, Lệ Quyên, Diệp Lâm Anh, Giang Hồng Ngọc, Quỳnh Nga, Phương Vi, Lưu Hương Giang, Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh, Hương Ly, Thái Trinh, Huyền Baby, Mỹ Linh, Thu Phương, Nguyên Linh. Chương trình được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách hàng đầu Trung Quốc, Đạp Gió, dành cho các sao nữ trên 30 tuổi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.